không biết là bữa giờ các bạn có gặp một cái trường hợp lỗi này hay không. Oh no. Trong phiên bản cập nhật mới, đó chính là chúng ta không thể nào mà vào trong được cái nhà 10k này. Nani? Đó, đó chính là cái ngôi nhà màu kem kem nè các bạn ơi. Đó, và mình cũng đã bị một cái trường hợp giống như thế này, không thể vào được bên trong các bạn ơi. Ảo thế nhờ. Không biết là các bạn ở đây có bạn nào bị giống mình hay là không. What? Và cái này không phải là mình chơm các bạn đâu, đó mà chính là cái lỗi thiệt nha mọi người. Đó, và mình vào thử cái ngôi nhà hộp giấy nè. Đó, thì vào được bình thường nha các bạn. Đó, thấy chưa, vào rất là bình thường luôn. Nhưng mà cái nhà 10k kia thì nó bị lỗi là các bạn ơi. Và thế mình sẽ là hướng dẫn các bạn cách fix lỗi khi vào nhà 10k này nha. Wow, trời ơi, cái gói đồ gì đẹp thế này các bạn ơi. Và đây chính là cái thiết kế của bạn San Luis đó, để thiết kế một cái bộ đồ nhìn trông rất là xì tai và cũng như là rất là tương lai luôn nha. Đó, và phối cái màu rất là ưa luôn các bạn ơi. Nói chung là rất là ưng ý về cái màu này đó các bạn. Đó, và đây chính là cái gói set đồ thế hệ Gen Z nha. Đó, và set này gồm là 5 món nè. Và nói chung là các bạn San Luis thiết kế một cái bộ đồ mà phối màu rất là ưng ý với mình luôn. Đó, mà cũng thích cái kiểu này các bạn ơi. Màu kiểu như giờ dạ quen á. Đó, và có thêm một cái chiếc xe đạp nữa các bạn. Đó, rồi thêm một cái bộ đồ cũng đẹp nè. Và đặc biệt bán với giá là chính là 150 kim cương. Wow, mong là game sớm xe để ý cái bộ đồ này đó và trao ra mắt trong thời gian sắp tới nha các bạn. Và đây chính là ba bạn may mắn đã trúng cái giải mini game trong clip hôm qua của mình. Và bạn đầu tiên tên là Blow. Và bạn thứ hai tên là Như Ý FA. Bạn thứ ba tên là Mơ Mòn. Và xin được chúc mừng ba bạn này nha. Và các bạn hãy tiếp tục tham gia cái sự kiện mini game này của mình đó bằng cách là comment cái ID nhân vật, tên nhân vật và chọn gói trang phục chào mừng này. Để trong clip sau mình sẽ chọn là ba bạn ngẫu nhiên may mắn để mình tặng cái phần quà này nha. Và nếu các bạn nào đã trúng cái gói này rồi hoặc là đã mua cái gói này rồi thì nếu mà lỡ có trúng cái mini game này của mình thì mình sẽ chuyển qua cái quà 18 thỏi vàng khác cho các bạn nha. Và đặc biệt khi tham gia các bạn nhớ là like video này và đăng ký kênh đó để ủng hộ kênh của mình sắp đạt được 50k lượt follow rồi các bạn ơi. Và lúc đó mình sẽ tổ chức một cái mini game siêu to đó, nói chung là tặng quà rất là nhiều nha. Đó, các bạn nào mà đã xem cái kênh của mình lâu cũng biết rồi đó, mỗi lần mình đẹp những cái móc, nói chung là cái móc nó to to, nó keo keo á đó, mình sẽ cho cái quà rất là xịn luôn. Và nói chung là cái dự định của mình là trong năm nay đó thì chỉ cần không cần 100k follow đâu các bạn, rồi đó mình chỉ cần là trong cái vòng năm 2024 này đó, cuối năm 2024 này thì mình chỉ mong được là 70k lượt follow là mình vui lắm mà các bạn ơi. Đó, nói chung là mừng rơi nước mắt rồi đó các bạn, chứ mình không cần 100k lượt follow đâu. Rồi đó, thì mình vừa phát hiện một cái em bướm thay ma đây. Nói chung lâu lắm rồi mình mới gặp lại đó các bạn. Đó, nói chung là mấy cái con bọ hiếm và cũng như là bướm hiếm đó, thì nói chung là lâu lắm rồi mới phát hiện trở lại đó các bạn ơi. Đó, và sắp tới chúng ta cũng sẽ cập nhật thêm là 20 loại côn trùng nữa. Đó, thì nói chung là cũng có thêm các loại bướm khác nhau nha các bạn ơi. Rồi, wow, một bướm thay ma dương miệng. Rồi, con này con thứ hai mình đã có cái nón dương miệng rồi đó các bạn. Rồi, chụp ảnh lại đêm đăng khuya chơi nè các bạn ơi. Đó, con đầu tiên mình đang con thường, con thứ hai mình cũng có cái nón dương miệng rồi. Và đây chính là cái con thứ ba mình bắt được. Wow, xin xa, xin xa. Oh my god. Wow. Và trong video clip ngày hôm qua là mình đã có giới thiệu cho các bạn một bộ VVIP mới sắp sửa được cập nhật. Đó, chính là cái bộ VVIP mùa cá mập đây các bạn. Và bữa nay là có cái tên chính thức đó chính là mùa công viên nước sắc gồm đó các bạn ơi. Và có thể là câu cá được trên cái chiếc thuyền xe cá mập kéo này. Wow, cái câu hỏi mình đang thắc mắc trong clip hôm qua là cái chiếc thuyền xe cá mập kéo này có thể là câu được cá ở trên nước hay không. Đó, thì có đã câu trả lời rồi đó nha, quá là xịn sò luôn. Nice. Và thêm một cái chi tiết nữa đó chính là cái chiếc hồ bơi trong cái bộ sưu tập có thể là câu được cá nha các bạn ơi. Oh no. Và thêm một cái nữa chính là cái chiếc xe cá mập kéo này có thể là đi được hai người luôn. Nani? Và ngoài ra còn có thể là câu được cá ở trên nước luôn nha các bạn ơi. Wow, và ngay đây trong shop cửa hàng là tiếp tục cái gói trang phục mới nữa nè. Wow, và bữa nay là quá trời là trang phục ở trong shop cửa hàng luôn các bạn. Và đó chính là cái gói gấu mèo tinh ranh. Đó, bán ngoài giá là 99k nhưng mà sale là còn 79k nha các bạn ơi. Sale 25% nè. Và gồm là 3 món, một cái ba lô, một cái đôi giày và một cái bộ đồ gấu mèo nha các bạn ơi. Rồi, và theo các bạn cái bộ đồ này được bao nhiêu điểm? Đó, nhìn cũng rất là cute đó các bạn. Mình rất thích mấy cái bộ đồ mà liên quan đến động vật á. Đấy, thấy cũng ok đấy. Nhưng mà mình nhìn thấy cái bộ đồ này nó hơi quen quen đó các bạn ơi. Không biết là mình đã nhìn ở đâu rồi. Mới là trong cái bộ phim hoạt hình nào đó các bạn à. Nói chung là nhìn bộ này nó thấy hơi quen á. Mới là các bạn thấy giống mình hay là không. Rồi, và ngày hôm nay trong shop cửa hàng lại tiếp tục có cái hộp bốc thăm mới nè các bạn ơi. Nó đã quay trở lại nè. Đó, phù thủy yêu tinh. Với cái phép trượng. À, cái này cái búa nha. Và mình đã có cái búa này rồi. Nhưng mà mình chưa có cái tai phù thủy và cũng như là cái bộ đồ á. Hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ là có full đồ nha các bạn ơi. Đó, bê hộp là ba món luôn.
Rồi có lẽ mình hơi thèm các bạn rồi. Đó, không re rồi, re còn dày không vậy? Lục. Tập cuối cùng. Re cái tóc đi, rồi không re các bạn ơi. Không ra cái tai phù thủy rồi. Rồi cái chiếc cần câu mình đã có nha các bạn ơi. Đó, cần câu này chỉ để câu cá băng thôi các bạn. Đó, chỉ số nó nghiêng về câu cá băng thôi. Nhưng bây giờ làm gì có cá băng mà câu đâu các bạn ơi. Rồi mở chơi chơi vui. Rồi ra thêm cái đầu giày nữa. Ta-da, và hiện tại là game đang có một cái sự kiện offline rất là hot trong cái mùa hè lần này. Đó chính là sự kiện mùa hè slay. Đó, slay khảnh khắc nha các bạn ơi. Đó, ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi vậy thì cái thời gian xuất hiện và cũng như là địa điểm thì ở trên màn hình nha các bạn ơi. Thì là nghe nó có rất là nhiều idol đã tham gia cái sự kiện offline mùa hè này luôn. Đó, bạn nào muốn gặp các idol thì nhớ là tham gia cái sự kiện này nha. Và khi đã tham gia chúng ta sẽ chơi những cái trò chơi này, nhận quà các bạn ơi. Đó, giải quyết nhận quà từ play nè, solo tiệc trò chơi nè, hoạt động âm nhạc có các ca sĩ như các bạn ơi. Rồi các ca sĩ khách mời nữa nè, giao lưu chụp hình cùng các hot gamer nổi tiếng đó, các idol của chúng ta. Rồi rất tiếc là mình đã không tham gia được sự kiện này các bạn. Rồi mình ở xe, mình không có tham dự được. Đó, thì bạn nào ở gần trong thành phố Hồ Chí Minh và cái địa chỉ như trên đó thì có thể là tham gia cái sự kiện này nha. Ok. Và mình đã nhận cái bộ đồ hoodie gấu mèo, rồi dây thể thao, ba lô gấu mèo nha các bạn ơi. Và cái sự kiện slay mùa hè đó thì diễn ra cũng đã 2 năm rồi. Đó, như năm ngoái thì cũng đã có tổ chức offline rồi các bạn ơi. Đó, thì bạn nào tham gia thường cũng đều có nhận cái hiệu hồng hay sao á. Đó, mình nhớ là năm ngoái có tham dự sẽ được tặng quà cái hiệu hồng đó các bạn. Đó, và không biết là năm nay thì như thế nào đây. Rồi, và mình và chị Thảo cũng đã mua cái bộ đồ hoodie gấu mèo nè các bạn thôi. Đó, khá là cool tè luôn. Đó, các bạn nào mà thích yêu và yêu động vật á, đó có thể là tranh thủ mua cái bộ đồ này nha. Rồi, và tôi sẽ chọn cái nhân vật tí hon này đi. Tại là những cái bộ đồ mà có động vật á, đó, mang bộ đồ tí hon thì nó sẽ là rất là cool tè và dễ thương lắm các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Nhìn rất là cool tè luôn. Rồi, và đến với chuyên mục chính video ngày hôm nay đó thì tôi sẽ là để ở cái cuối video và giữa video này đó, cho các bạn coi cho đẻ nha. Đó chính là chúng ta sẽ có một cái lỗi, đó chính là không thể nào vào trong được cái ngôi nhà 10k tiền sao này. Đó, không biết là các bạn ở đây có ai bị bữa giờ chưa? Đó là có nhà nhưng mà không thể nào vào được trong được ngôi nhà của mình đó các bạn ơi, mà phải đi ở nhờ nhà của người khác. Thì nói chung là chỉ có cái ngôi nhà là 10k nó bị lỗi thôi nha các bạn ơi. Còn là những ngôi nhà khác thì nó vẫn ra vào bình thường nha mọi người. Thì đó chính là một cái hiện tượng lỗi trong phiên bản cập nhật vừa rồi. Và nói chung đây chính là cái lỗi chung nha các bạn ơi, chứ không phải là lỗi cá nhân của một ai khác nha. Đó thì ai cũng bị như thế này hết á. Đó, bắt nơi thì cũng bị lỗi luôn nha các bạn ơi. Rồi, và mình tôi đi nhà khác thì cũng vẫn bị nha. Đó, không có vô được luôn các bạn ơi. Đó, nói chung là nhà bên quốc tế hay nhà Việt Nam gì cũng đều bị lỗi hết. Và thêm một cái lỗi rất là khó chịu khi chúng ta đi câu cá, đặc biệt là các bạn mà hay câu cá, đó chính là cái lỗi mình tạm gọi tên đó chính là khóa gốc câu nha các bạn ơi. Đó, nói chung là cái gốc câu của mình nó bị khóa lại á. Kiểu như là mình quay như thế này nè, nhưng mà khi mà câu cá lên mà khi lúc quăng cần xuống á thì nó sẽ bị quay lại cái ban đầu nha các bạn. Chứ nó không phải quay giống như thế này nữa, nó không có lưu lại các bạn ơi. Rất là khó chịu luôn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem nha. Nói chung là nói không hiểu đâu, minh họa thì mới dễ nè. Ủa là chờ tôi đang câu mà sao có cái bạn nào tới trước mặt vậy? Oh no. Khó chịu các bạn ơi. Tôi đang quay video mà. Rồi thôi đổi vị trí quay cho chắc nha các bạn ơi. Đó, là các bạn coi nè. Nó sẽ quay lại vị trí ban đầu nè. Khi chúng ta thẻ cần nha, đó rất bình thường luôn. Rồi đã nó quay nè các bạn ơi. Đó, thấy chưa mọi người? Nó quay rất là khó chịu khi chúng ta ném cần xuống á. Tức là cái góc câu nó không có bị thay đổi các bạn ơi. Nó vẫn lưu vị trí ban đầu khi chúng ta kể từ lúc đầu tiên chúng ta quăng cần xuống á. Nè các bạn ơi, đã xem lại nè. Đó, khi là kéo câu thì vẫn là bình thường nha các bạn ơi. Đó, kéo ké kéo hộp là rất bình thường luôn. Nhưng mà mỗi khi mà chúng ta quăng cần xuống lại thì nó sẽ được quay lại vị trí ban đầu các bạn ơi. Đó, nó quay ngược lại ban đầu nha các bạn. Rất là khó chịu luôn, nói chung là rất bực bội đó các bạn ơi. Rồi, mình đã có cách fix lỗi rồi. Thì các bạn hãy lên trên cái App Store hoặc là Google Play nha. Ở trên chợ ứng dụng và vào Play Together Vina Game. Đó thì nó sẽ có một cái bản cập nhật vé sửa lỗi 2.04.1 nha các bạn ơi. Đó chính là phiên bản mới nhất để sửa lỗi game. Đó thì các bạn nhớ lên trên App Store để cập nhật phiên bản mới nha. Đó để bổ sung và cũng như là sửa lỗi những cái khó chịu như thế này. Đó và có một cái lỗi đó chính là không thể nào mà vào nói chuyện được với một cái NPC. Đây nói chung là cái lỗi này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì hết nha các bạn ơi. Nhưng mà nó vẫn là lỗi nè. Đó không thể nào mà nói chuyện được luôn. Ấy có cái nhiệm vụ gì đó các bạn ơi. Đó chúng ta không thể nào mà nhận được. A few moments later. Rồi ok, bây giờ mình đã cập nhật xong phiên bản mới rồi nha các bạn ơi. Và bây giờ tôi sẽ là đi test thử nha. Coi là game đã cập nhật thật sự chưa đó và đã xóa lỗi thật sự chưa nha. Đó căn nhà 10k đây các bạn ơi. Rồi cái nhà đã vô rồi nha. Đó, rồi ok, vào nè.
Wow, đã vào được bình thường nha các bạn ơi. Xin xa, xin xa. Đó, các bạn nhớ là cập nhật vào game sớm nha. Đó, cập nhật ở ngoài App Store đó. Đó, có phiên bản mới sửa lỗi đó, các bạn nhớ là cập nhật. Ok, nãy vào bên trong nhà 10 can nè. Chắc các bạn chủ nhà hình như là chưa có vô nhà được hay sao mọi người. Oh, no. Rồi, bạn chủ nhà chắc là quen nhà người khác ở rồi. Đó, mà bạn chủ nhà mà có xem được video clip này nhớ là re cập nhật game nha. Đó, để vô nhà của mình. Rồi, và thêm một lỗi khó chịu đó chính là câu kẽ để coi là có bị fix lỗi hay chưa nha các bạn ơi. Đó, coi là game đã xóa bớt hết lỗi này chưa. Rồi, mình sẽ đặt câu tạm ở đây nha các bạn. Đó, nói chung là câu ở đây để kiếm 3-3 nha. Đó, coi là game đã chỉnh sửa hay chưa. Rồi, và mình đã xoay vị trí khác rồi nha các bạn. Đó, nếu mà câu kẽ mà khi ném cần xuống mà nó không xoay lại á, tức là bình thường nha. Đó, mà còn nó mà đã lưu lại vị trí này, tức là nó để sửa lỗi rồi. À, để sửa lỗi các bạn ơi, đó, nó không có xoay nữa kìa. Đó, nó vẫn lưu vị trí hiện tại nha các bạn ơi. Đó, cái góc câu ví dụ là mình muốn xoay lúc nào thì nó sẽ là lưu lại cái chỗ đó luôn. Rồi, để tôi thử lại một lần nữa cho chắc nha các bạn. Đó, tôi xoay vị trí khác rồi đó. Rồi, để coi là nó có quay lại hay không nha. À, vẫn bình thường các bạn ơi, đó, nó không có xoay lại kìa. Đó, nó vẫn lưu vị trí câu bình thường như các bạn. Đó, đã bớt khó chịu rồi đó mọi người. Rồi, mình đã test thành công cho các bạn hai cái lỗi khó chịu trong phiên bản mới này rồi. Ok, vậy và như vậy cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc. Và xin chào hẹn các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta da. Rồi, đã vô thử nhà này nha các bạn ơi. Đó, nhà bạn cuốn đây nè. Rồi, hết lỗi rồi đó. Wow, về được luôn nè các bạn ơi. Xin xa, xin xa.